hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, lấy cục pin từ trong uh, cái điện thoại Samsung ra rất là dễ dàng mà không bị cong mà rất là đẹp các bạn ha. thì uh, nếu mà các bạn không biết thì các bạn phải nảy ra các bạn. thì khi mà bắt là này ra ở, ở dưới này nó nó dán một cái lớp keo nó rất là cứng và nó dễ bị mẻ cái mặt kiến này ha đó nó rất là dễ bị bể cái mặt kiến này thì con dao mình cũng sẽ bị cong giống như là các bạn đó mình nếu mà mình không biết đó mình dùng ra mình cứ bẻ lên nó bị cong mà cái cục pin nó bị cong nữa cho nên um, <laughs> hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cục pin ra rất là dễ mà uh, mà rất là đẹp thì uh, cũng đây là đây là một trong những bí quyết nhà nghề các bạn thì um, nếu mà các bạn thích video này thì uh, cho mình một like và một subscribe uh, để ủng hộ channel mình nha thì uh, <laughs> thì Samsung, LG, HTC hoặc là Huawei, OnePlus thì nó cũng tương tự giống nhau thì các bạn thì cái này mình mình làm cái cách thức này cũng giống nhau thôi ha thì trước hết á mình phải cần uh, một cái chai uh, một cái nước alcohol An alcohol vào khoảng 99% các bạn nếu mà các bạn không có 99% thì uh, 75 80 phần trăm thì cũng được tại vì cái 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 chất ăn uh, nó sẽ nó bay đi nó dễ dàng hơn nếu mà các bạn có 99 phần trăm thì bây giờ <laughs> mình làm sao thì cái cục pin này dưới này nó rất là cứng nếu mà các bạn không lấy ra thì cái cục pin này sẽ bị cong và nó sẽ có thể là bẻ cái mặt kiến dưới này luôn ha cái mặt kiến này nó bẻ rồi mình chỉ làm thí ví dụ cho các bạn coi thôi thì đó bây giờ <laughs> các bạn lấy uh, cái nước ăn này nè các bác nghiêng chút xíu xíu là các bạn nhỏ vô đây ha. Đó. Và các bạn có thể nhỏ vô mấy cái góc này nè đó. Thì thì khi mà cái ăn cô này sẽ làm cái băng keo mình nó bị rã ra các bạn. Bên trong đó. đó. thì mình mình để nó vào khoảng vài phút các bạn ha. Đó, mình ở bên này vắt qua lại cho nó là nó vài phút các bạn mình cho nó có có nước nó cái ăn cô nó xuống cho nó để nó làm rã cái cái băng keo ở dưới ra đó. rồi mình ngâm nó vào khoảng vài phút các bạn ha đó chỉ vậy thôi mình vào khoảng ba uh, bốn giọt thôi các bạn mua góc một giọt hoặc là thêm một chút xíu nữa cho nó dễ ra đó là như vậy thôi thì cục pin này là nó rất là cái băng keo ở dưới là rất là chắc các bạn ha tại vì khi mà thay mình thay ở nhà mà mình không có đồ nghề thì nó rất là khó các bạn đó à, nhiều khi có những cái tiệm cũng các bạn mang ra thì cái cục pin về nào nó cũng bị cong bị này bị kia các bạn đó cho nên bây giờ nè để mình coi nè <laughs> bây giờ vào khoảng nãy giờ vào khoảng 2 phút rồi các bạn ha đó nếu mà mình muốn cho nó dễ nữa thì mình nhỏ thêm chút xíu nữa các bạn đó cho nó ngấm vô chút xíu càng càng nhiều chút xíu thì nó càng dễ ra thì cái ăn nó cũng bay hết rồi các bạn nó cũng bay hết rồi không sao hết á thì à, bữa giờ thì à, có những cái video chia sẻ về điện thoại thì mình cũng được à, ủng hộ rất là rất là nhiệt tình của các bạn thì à, tiền đây mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi à, Hùng Vũ xe thì đó bây giờ nè bây giờ mình nảy lên chút xíu đó các bạn ha mình nảy chút xíu là cho nước nó xuống nè lại chút xíu là cho nó nước nó xuống nè đó. Thấy các bạn thấy không? Tờ nó bắt đầu nó nó rã ra nè nè. Thấy chưa? Bắt đầu nó lên nó rất là dễ các bạn thấy không? Đó giờ mình nảy nó chút xíu thôi, nó cứ cục pin nó rất là Đó. Rồi, cục pin nó lên rồi đó các bạn. Đó, nào mình mình sẽ chiếu cho các bạn coi nó ở dưới là cái băng keo nó rã ra nè. Đó các bạn thấy không? Đó, dưới băng keo nó bắt đầu nó rã ra nè đó. Đấy chưa? Rất là nhẹ nhàng và mình lấy ra rất là dễ à, thì cái 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 nước này thì nó sẽ ăn cô rồi các bạn nó sẽ bốc mùi à, nó sẽ bay đi nếu mà các bạn muốn lẻ thì các bạn lấy cái máy sấy bóc sấy cá là nó nó bay đi hết rồi các bạn thấy không? đó các bạn kêu nó khô này, đó nó rã ra hết, là còn không có thì rất là rất là khó các bạn ha, rất là khó lấy lên, nó kéo ra nó ra hết nè, đó vậy thôi. thì uh, các bạn thấy uh, video hữu ích thì cho mình một like và một sub để ủng hộ. cảm ơn các bạn đã ủng hộ uh, hùng vũ Quay xe trong uh, uh, một năm qua. xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một mùa giáng sinh thật là an vui. pin uhm, rất là đẹp xin chào